thì tiếp tục một bài hát, mà bài hát này là bài hát Thị Mậu nha bạn ơi. Cách đây khoảng một tháng mấy có hơn là 24 triệu lượt xem luôn, mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và đây là tiếng hát của con mèo, nghe nghe nghe.